ngân hàng thương mại đã bắt đầu triển khai thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu nợ, hỗ trợ doanh nghiệp. Là hỗ trợ liên quan đến cái việc là hoãn và giãn nợ. Chúng tôi còn thực hiện cái chính sách về giảm lãi suất không chỉ đối với khách hàng vay mới mà đối với những khách hàng đang có dư nợ tại ACB, chúng tôi đã giảm khoảng 1-2% tùy vào khách hàng. Cuộc đình công của nhân viên viết kịch bản tại Hollywood. Thưa quý vị, nhiều chương trình lớn tại Hollywood đang bị tạm hoãn vì một cuộc đình công quy mô lớn của các nhà viết kịch bản. Nguyên nhân được họ đưa ra là lương thấp, ít cơ hội việc làm và thậm chí là còn bị cạnh tranh bởi trí tuệ nhân tạo AI. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị ở phần sau của chương trình tối nay. BIG Group, tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Mỗi lít xăng sẽ giảm từ 1.250 đến 1.310 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng hạ 340 đến 1.140 đồng một lít hoặc là 1 kg. Liên quan đến chi phí kinh doanh xăng dầu, thì Văn phòng Chính phủ cho biết là đã nhận được đơn yêu cầu xem xét của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu gửi Thủ tướng Chính phủ về đề nghị hoàn trả phần lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức cho các doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xem xét các kiến nghị của một số doanh nghiệp và có văn bản trả lời. Còn liên quan đến lĩnh vực hàng không thì Cục Hàng không Việt Nam mới đây cho biết là tính chung 4 tháng đầu năm nay có tới 37 triệu khách qua các cảng hàng không, tức là tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó thì lượng khách quốc tế và quốc nội đang tăng trưởng mạnh mẽ trong 4 tháng thì sản lượng hàng hóa của các cảng hàng không lại giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, cũng kể từ ngày hôm nay thì giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng đến mức là 1.920 đồng 1 kWh. Mức điều chỉnh này tương đương với mức tăng 3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Và ngay sau đó thì Bộ Công Thương cũng đã công bố quy định về giá điện. Trong đó giá bán lẻ điện sinh hoạt được tính theo 6 bậc thang để người tiêu dùng dễ quản lý được hóa đơn theo sản lượng. Với đợt tăng giá điện lần này, sẽ có khoảng hơn 30 triệu hộ sử dụng điện sinh hoạt sẽ phải trả thêm trung bình từ 2.500 đồng đến 27.200 đồng một hộ một tháng so với mức giá bán điện cũ. Trong đó có khoảng hơn 10 triệu hộ sử dụng từ 101 đến 200 kW điện một tháng sẽ phải trả thêm hơn 11.000 đồng một hộ một tháng. Đây là nhóm khách hàng đang chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ngoài ra, đối tượng khách hàng kinh doanh điện sản xuất cũng phải trả thêm tiền điện sau đợt tăng này. Đối với các cái hộ mà sản xuất, đây chúng ta được hiểu là công nghiệp và xây dựng ấy, thì chúng ta đang có 1.822.000 hộ là công nghiệp, thì tính trung bình hiện nay thì số hộ này đang sử dụng một tháng là khoảng 10,6 triệu và với cái mức điều chỉnh giá này thì họ phải trả thêm là 307.000 một tháng. Năm ngoái hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN đã lỗ trên 26.000 tỷ đồng. Với việc tăng giá điện từ hôm nay, dự kiến đến cuối năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thu thêm khoảng 8.000 tỷ đồng để bù đắp vào chi phí phát điện. EVN vừa qua tăng 3%, cái giá bán lẻ điện cũng là phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Tuy vậy thì EVN cần có đủ nguồn vốn để mà nâng cao cái năng lực sản xuất kinh doanh của cái hệ thống điện của chúng ta. Nên trong thời gian tới, khi mà cái tình hình nó phù hợp thì chính phủ, các bộ ngành và EVN cũng nên cân nhắc để có cái điều chỉnh giá điện sao cho nó phù hợp. Năm nay, dự kiến với sản lượng điện thương phẩm đạt trên 250 tỷ kWh. Trong bối cảnh giá nhiên liệu đầu vào như than, khí tăng cao thì việc tăng giá điện lần này sẽ góp phần giải quyết dòng tiền cho cả việc sản xuất, mua bán điện. Thưa quý vị, sau khi thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chính thức được ban hành mới đây, thì các tổ chức tín dụng đã nhanh chóng xây dựng quy trình nội bộ, rà soát nhu cầu giãn hoãn nợ của các khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp nhằm kịp thời hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn. Sau khi thông tư 02 chính thức có hiệu lực, các ngân hàng nhanh chóng xây dựng và ban hành quy trình nội bộ để xem xét, phê duyệt các khoản vay của khách hàng doanh nghiệp cũng như cá nhân cần cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Tại ngân hàng này, đã có những khách hàng đầu tiên được giãn nợ trong vòng 12 tháng.
Chúng tôi sẽ thực hiện đúng những quy định của ngân hàng nước liên quan đến việc là đánh giá những tác động đối với những khách hàng cá nhân và doanh nghiệp và đưa ra những cái chính sách hỗ trợ, không chỉ là hỗ trợ liên quan đến cái việc là hoãn và giãn nợ. Chúng tôi còn thực hiện cái chính sách về giảm lãi suất không chỉ đối với khách hàng vay mới mà đối với những khách hàng đang có dư nợ tại ACB, chúng tôi đã giảm khoảng 1-2% tùy vào khách hàng. Giới ngân hàng cho biết việc xem xét cơ cấu nợ xuất phát từ hai phía. Bên cạnh việc khách hàng chủ động đề xuất thì bản thân các kênh phân phối của ngân hàng cũng sẽ đánh giá về nguồn thu nhập cũng như khả năng trả nợ liên tục để có những hỗ trợ kịp thời. Dù chưa có đánh giá cụ thể về số lượng khách hàng cần được cơ cấu nợ, nhưng các ngân hàng dự báo nhu cầu là không nhỏ. Ngân hàng nhà nước tạo ra cái cơ chế này để hỗ trợ người dân, nhưng mặt khác để đảm bảo cái tính hoạt động ổn định lâu dài thì ngân hàng nước vẫn yêu cầu các ngân hàng phải có một cái việc trích lập dự phòng nó tương tự như khoản nợ xấu. Thế cho nên là khi thực hiện cái việc cơ cấu nợ lần này nó khác với Covid, tôi tin rằng là các ngân hàng sẽ thận trọng hơn rất nhiều, sàng lọc khách hàng rất là kỹ khác với cái đợt trước, và ngân hàng vẫn phải song song áp dụng các cái biện pháp thu hồi nợ hoặc là hỗ trợ khách hàng theo những cái biện pháp thông thường. Đối với một ngân hàng thương mại thì cái việc đánh giá phương án khách hàng có khả năng trả nợ hay không, đó là một nhiệm vụ bắt buộc phải làm việc đấy. Nó rất là rõ ràng và nó là khoa học, nó không thể mơ hồ được. Trước mắt, từ tuần tới, việc giãn hoãn nợ sẽ được triển khai đồng loạt tại các ngân hàng. Và như vậy là các khoản vay phát sinh trước ngày 24 tháng 4 có hạn trả gốc hoặc là lãi từ ngày 24 tháng 4 năm nay đến 30 tháng 6 năm sau sẽ được giãn nợ tối đa là 12 tháng. Và chúng ta có thể hiểu rằng là ngân hàng nhà nước thì đã trao quyền chủ động cho các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc xem xét đánh giá khó khăn của khách hàng để mà quyết định về việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng. Các tổ chức tín dụng vẫn phải đánh giá, phân loại cũng như trích lập dự phòng rủi ro theo cái nhóm nợ thực tế của khách hàng. Và theo quy định tại thông tư 02 thì các tổ chức tín dụng phải trích lập dự phòng tối thiểu 50% trong năm 2023 và đủ 100% trong năm 2024. Ngân hàng nhà nước, ngân hàng được linh hoạt giảm áp lực trích lập dự phòng trước mắt với các khoản nợ xấu. Còn doanh nghiệp thì cũng có cơ hội không bị đưa vào nhóm nợ xấu, từ đó thì có điều kiện tiếp tục vay vốn phục hồi sản xuất. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là chính sách đã đánh trúng nhu cầu của cả hai bên, cả doanh nghiệp và cả ngân hàng. Tuy nhiên thì để đạt được hiệu quả chính sách như mong muốn thì quá trình thực thi tới đây sẽ đóng vai trò then chốt. Có ý kiến cho rằng cần có sự hướng dẫn cụ thể hơn nữa từ cơ quan quản lý. Chắc là chúng ta sẽ phải có một cái hướng dẫn rất là cụ thể. Vậy thì là đối tượng nào sẽ là đối tượng hưởng những cái ưu đãi đó, và đồng thời là dự phòng rủi ro chúng ta sẽ trích trong chẳng cả 2 năm như thế thì nó sẽ có thể có những cái tác động gì, thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái bài toán tính toán rất là cụ thể để tránh những cái tác động không mong muốn. Cùng với đó, để nâng cao tính hiệu quả của chính sách này, không ít ý kiến cho rằng cần sự đồng bộ của các gói giải pháp như là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hay tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất. Các cái chính sách liên quan đến là miễn giảm lãi cho doanh nghiệp cũng là một cái mong mỏi của các cái doanh nghiệp. Đấy. Bởi vì nếu như hoãn lại cái việc trả nợ, đúng không? Thì như vậy nó chỉ là cái giải pháp mua thời gian. Giải pháp mua thời gian. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp như thế nào trong cái giai đoạn hiện nay. Thì là cũng là một cái bài toán mà doanh nghiệp cũng rất là trăn trở, muốn được hỗ trợ. Trong đợt cơ cấu nợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã có gần 1,1 triệu khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với giá trị nợ lũy kế là hơn 722.000 tỷ đồng. Vì thế, không ít kỳ vọng chính sách lần này sẽ còn phát huy được hiệu quả thực thi nhiều hơn thế. Có thể thấy là những chính sách của ngành ngân hàng cũng đã và đang bám sát chỉ đạo của chính phủ. Như tại cuộc họp thường trực chính phủ mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, chính phủ luôn kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, song song với thúc đẩy tăng trưởng nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó thì bao gồm cả tạo điều kiện cho hoạt động của chính các ngân hàng. Thưa quý vị, giai đoạn 1 dự án phát triển khu công nghiệp sinh thái do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc UNIDO phối hợp đã cho thấy kết quả khả quan. Hàng năm tiết kiệm được hơn 6,5 triệu đô la Mỹ và cắt giảm được hơn 32.000 tấn khí CO2 mỗi năm. Việc tiếp tục triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
và nhiều chuyên gia đánh giá đây là xu hướng tất yếu hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam. Thưa quý vị, tôi đang đi trên con đường được làm từ nhựa phế liệu đầu tiên của Việt Nam. Đoạn đường này thì dài khoảng 200 m. Khu công nghiệp mong muốn sẽ xây dựng toàn bộ đường đi nội khu làm từ chất liệu nhựa phế liệu như thế này. Họ đang hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái với mục tiêu sử dụng 30% năng lượng tái tạo vào năm 2030. Chúng tôi dự định sẽ đầu tư khoảng 267 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Việt Nam là đất nước đang phát triển đầu tiên mà tập trung xây dựng các khu công nghiệp sinh thái ở quy mô lớn như thế này. Tôi đánh giá cao bước chuyển mình này của các bạn và thường lấy làm ví dụ cho các nước đang phát triển khác học hỏi. Tối thiểu 20% doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái phải áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã tự triển khai kế hoạch xanh hóa sản xuất của mình. Ví dụ năm ngoái, chi phí thu gom rác là khoảng 1 tỷ 063 triệu đồng, nhưng nhờ xử lý rác triệt để mà doanh nghiệp này có thể bán được phế liệu để thu tiền về, tiết giảm chi phí, và tính ra tổng chi phí xử lý rác thải chỉ còn khoảng 26 triệu đồng. Chúng tôi còn thực hiện quay vòng tiết kiệm nước, tức là tận dụng nước thải từ quá trình lọc nước RO để đưa vào tái sử dụng ở quy trình sản xuất khác, như rửa nam châm, giúp tiết kiệm được 50% lượng nước. Những sáng kiến này góp phần tạo dựng quy trình sản xuất xanh, giúp bảo vệ môi trường và giúp chúng tôi tiết kiệm khoảng 7 tỷ đồng mỗi năm. Chúng tôi sử dụng một số chất liệu thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất và điều này khiến chi phí tăng lên 15%, nhưng tôi cho rằng những chi phí này là cần thiết để thu được lợi ích to lớn về lâu dài. Hiện nay tất cả khách hàng của chúng tôi đều đưa ra những yêu cầu về thực hiện ESG. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 40-50% địa phương có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái. Liên quan đến xu hướng phát triển xanh bền vững trên thế giới, thì một thống kê mới công bố cho thấy là các doanh nghiệp Trung Quốc đang vượt xa các quốc gia khác về số lượng bằng sáng chế liên quan đến pin và sạc xe điện trong hơn một thập kỷ qua. Điều này đem lại lợi thế không nhỏ cho các công ty Trung Quốc trong cuộc chạy đua phát triển loại phương tiện, được xem sẽ đóng vai trò chủ đạo trong tương lai gần. Theo công ty phân tích Pattern Research, có trụ sở tại Tokyo, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2022, thì các doanh nghiệp Trung Quốc đã nộp hơn 41.000 đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến sạc và pin xe điện, cao gần gấp đôi so với quốc gia đứng thứ hai trong danh sách là Nhật Bản. Thị trường xe điện khổng lồ của Trung Quốc và các chính sách khuyến khích xe điện của chính phủ nước này thì đã kích thích sự cạnh tranh giữa các hãng xe, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu. So với các đối thủ nước ngoài thì các doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt mạnh tay đầu tư cho công nghệ sạc nhanh, sạc không dây và các loại pin xe điện có thể hoán đổi, yếu tố rất quan trọng trong việc phổ biến xe điện, giúp tăng sự thuận tiện cho người dùng. Cách đây ít giờ thì Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa quyết định tăng lãi suất lần thứ 7 liên tiếp, tiếp tục các nỗ lực nhằm kiểm soát tỷ lệ lạm phát vẫn đang ở mức cao. Đúng như dự báo của giới chuyên gia thì ECB đã tiến hành tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 3,25%. Như vậy là ngân hàng trung ương này đã tiến hành tăng lãi suất tổng cộng 3,75 điểm phần trăm kể từ tháng 7 năm ngoái, tốc độ tăng nhanh nhất trong lịch sử ECB. ECB nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách này để kiềm chế đà tăng của giá cả, bởi các quan chức nhận định triển vọng lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone vẫn sẽ ở mức cao trong thời gian dài. Các số liệu mới công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát tại Eurozone trong tháng 4 đã bất ngờ tăng nhanh trở lại sau 5 tháng hạ nhiệt liên tiếp. Vào thị trường chứng khoán châu Âu hiện đang đón nhận quyết định của ECB với phản ứng thận trọng. Chỉ số Stoxx 600 của khu vực ghi nhận mức giảm 0,6%, trong khi đồng euro thì cũng giảm 0,38% so với đồng đô la Mỹ, giao dịch ở mức 1 euro đổi 1,102 đô la Mỹ. Thưa quý vị, Hollywood nổi tiếng là kinh đô điện ảnh của nước Mỹ với các chương trình truyền hình đình đám và các bộ phim điện ảnh bom tấn. Tuy nhiên hiện nay nhiều chương trình lớn đang bị tạm hoãn hoặc là có nguy cơ bị đình trệ vì một cuộc đình công quy mô lớn của đội ngũ các nhà viết kịch bản tại Hollywood do lương thấp và ít cơ hội việc làm. Vâng, chị Điều Anh, cá nhân tôi khi mà đón nhận thông tin này thì cũng khá là bất ngờ, bởi vì như chúng ta đã biết thì những cái bộ phim, những cái sản phẩm tại Hollywood thì thường mang lại cái nguồn doanh thu rất là lớn và cũng như là khoản lợi nhuận khổng lồ. Vâng, đó là một sự thật. Tuy nhiên các ngôi sao hạng A của Hollywood thì có thể nhận thù lao lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ trong một bộ phim. Nhưng ngược lại, 11.500 thành viên của Hiệp hội Nhà văn Mỹ WGA đã tuyên bố tham gia cuộc đình công khi hợp đồng lao động của họ với các hãng phim Hollywood kết thúc.
Jimmy Fallon, một trong những tên tuổi lớn tại Hollywood và là gương mặt của chương trình truyền hình The Tonight Show được phát sóng hàng tối trên kênh NBC, đã bày tỏ hy vọng cuộc đình công sẽ sớm kết thúc. The Tonight Show là một trong những chương trình đình đám đang phải tạm ngừng do thiếu kịch bản. Cuộc đình công này ảnh hưởng đến rất nhiều người. Tôi hy vọng họ sẽ đạt được thỏa thuận, vì tôi rất cần những người viết kịch bản. Tôi sẽ chẳng thể làm được chương trình nào nếu thiếu họ. Nếu những ngôi sao của chương trình như Jimmy Fallon thu về khoản tiền 16 triệu đô la mỗi năm, thì những người viết kịch bản sẽ nhận được tối thiểu hơn 28.000 đô la Mỹ cho mỗi kịch bản dài 30 phút trên truyền hình. Tuy nhiên, cơ hội nhận được kịch bản tương đối hạn chế và nhiều người chỉ có thể làm việc vài lần trong một năm. Sau khi trừ thuế, những người viết kịch bản thường rất chật vật khi sống tại những khu vực có chi phí đắt đỏ. Viết kịch bản trước đây từng giúp chúng tôi lo liệu đường cho cuộc sống, nhưng bây giờ thì nó chỉ là một trong số 4 công việc khác nhau mà tôi phải làm trong một năm. Nó không ổn định và không thể giúp tôi tích lũy được đủ tiền để đảm bảo tương lai. Cùng với lương thấp và ít cơ hội làm việc, những người viết kịch bản còn cảm thấy bị đe dọa khi các hãng phim bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo AI thay thế cho công việc của họ. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng với chúng tôi. Chúng tôi không phản đối AI. Đây có thể là một công cụ rất hữu ích. Tuy nhiên, họ đang lạm dụng nó và tạo ra các kịch bản tầm thường. Nó thường xuyên vi phạm bản quyền và còn đạo văn nữa. Hiệp hội Nhà văn Mỹ kêu gọi đàm phán về mức lương tối thiểu cao hơn, cho phép nhiều người tham gia vào quá trình viết kịch bản hơn và chấm dứt tình trạng viết độc quyền trong các dự án phim và truyền hình. Nhưng đề xuất này đã bị các nhà sản xuất phim bác bỏ, dẫn đến cuộc đình công nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tài chính Kinh doanh tối nay của chúng tôi. Và dòng chảy tin tức vẫn sẽ được tiếp tục trên sóng của VTV1 vào lúc 22 giờ. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với nhiều thông tin quốc tế đáng chú ý khác.